Một buổi khám lưu động trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Gần 100 thương bệnh binh bị phơi nhiễm chất độc da cam sau khi trở về từ chiến tranh đã được thăm khám miễn phí tại cơ sở. Từ những chương trình như thế này, đã có hàng trăm, hàng ngàn trường hợp nạn nhân da cam được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cuộc chiến tranh mất mát nó quá lớn, bạn bè đồng đội hy sinh nhiều, thì bản thân tôi cũng bị thương rất nặng. Cuộc hôm nay, chúng tôi cảm thấy rất ghi nhận cái tấm lòng của Đảng, Nhà nước, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến chúng tôi mà khám chữa bệnh cho anh em chúng tôi. Thế này chúng tôi về cuối đời quý tất cả ơn. Tôi nghiên cứu cái tài liệu của Hội chất độc da cam và bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội, và tôi trực tiếp là sau khi tìm hiểu trong những năm tháng 12 năm đi khám ấy, thì tôi tìm ra được có các cháu cần phải hỗ trợ. Phúc Lâm luôn có một cái chương trình một năm có độ khoảng khám miễn phí cho được khoảng 8.000 đến 10.000 người, và mổ cho đang phấn đấu là mổ được khoảng tầm cỡ được khoảng cho các cháu được khoảng một năm khoảng 200-300 nữa. Chung tay cùng nạn nhân da cam, khẩu hiệu này từ lâu đã trở thành tôn chỉ của những hoạt động như diễu hành vì nạn nhân da cam, nhắn tin ủng hộ hay trao quà, trao nhà tình nghĩa. Bên cạnh những hoạt động từ thiện đơn thuần như trên, Hội nạn nhân da cam Dioxin sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, tiến tới vận động tài trợ xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Việc dạy nghề phù hợp với khả năng của nạn nhân sẽ giúp cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình hòa nhập cộng đồng, tạo ra giá trị bền vững cho bản thân họ và xã hội. Nhiều gia đình khắc phục khó khăn đi lên. Rất nhiều gia đình nạn nhân thế hệ có cả con cả cháu, nhưng mà khi được tạo điều kiện vay vốn thì họ rất trân trọng và hầu hết tiếp nhận tốt, rồi tổ chức sử dụng tốt đồng vốn, và cái khả năng thanh toán trả lại là rất chắc chắn. Ngoài ra còn giúp họ vượt được khó. Gần 55 năm sau thảm họa da cam, hậu quả nặng nề của loại thuốc diệt cỏ ấy vẫn tồn tại dai dẳng trong nhiều thế hệ người Việt. 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Việc tiếp cận hỗ trợ số này còn nhiều khó khăn, nhưng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vẫn đang nỗ lực đồng hành cùng những hoàn cảnh không may chịu di chứng nặng nề của chiến tranh.